Truyện ngắn Phấn Thông Vàng, tác giả Xuân Diệu. Họa sĩ đến đó, trong giờ đẹp nhất của buổi chiều, trưa đã đi, ngày chưa ra ngã, sắc nắng giữa vàng, héo và màu đỏ tươi. Ấy là một buổi chiều hè, khi nắng chín mùi nhưng còn lâu chưa rụm. Ngài như đứng sững để cho sắc vàng đừng trôi chảy hay đổ xiêu. Một sắc vàng không rực rỡ nhưng nguy nga, tưởng đã yếu nhưng thực mạnh thầm, lâu dài ngâm nga ở trong không khí. Họa sĩ mê mẩn làm sao, rừng thông to lớn, chân cây vững trồng tiếp nhau không hết. Buổi chiều vàng, có lẽ ở đâu thì chỉ xinh đẹp, ở đây rừng thông, chiều lại thêm lực lưỡng. Sự sống không phô bày rõ rệt quá như trong buổi sáng hay buổi trưa, nên thịnh vượng mà có duyên. Dừng chân đã được một chốc, nhìn lên trời và hưởng ngắm chung quanh, họa sĩ nghe trong lòng thơ thới, linh hồn chàng nở giãn, lập tức cái giá đặt xuống đất, khung vải để vừa tầm và hộp màu mở ra, chàng bắt đầu họa. Chiều với rừng lặng lẽ, nhưng sắc vàng phản phất âm thanh, nắng là một sự hiển hiện rõ rệt và điều hòa, tưởng có thể gõ vào không khí ở trên đầu để nghe sự lặng im rung rinh, sao xuyến. Có lẽ ai nấy cũng đã gặp chàng họa sĩ tóc đen ấy chứ, nếu không thì hãy tưởng tượng đi, và luôn tiện hãy hình dung cảnh rừng thông, cảnh có lẽ bên tàu và người có lẽ bên tây. Những chuyện này không cốt nơi chỗ ở, hay chỉ cốt có một chỗ ở, lòng người. Chàng trai trẻ đứng quệt những màu lên vải, đôi mày nhíu lại chăm chú vào tranh. Nhưng chàng không thể không cô đơn. Khi ấy rừng đẹp, hình thông bóng nắng sẵn sàng làm khung cho một cảnh tự tình, và lần này chàng lại buồn rầu thêm một lần nữa. Chàng không xóa được trong lòng chàng một hình ảnh, ba hình ảnh thì đúng hơn, nhất là hình sau cùng, nõn nà mà đau độc. Thanh niên của chàng quá xấu số với tình yêu, ba cuộc tình duyên chỉ để lại cho chàng những cay đắng. Lần đầu, người chàng yêu chỉ coi chàng như một người bạn, thua nữa, như một người anh. Lần thứ hai, người ta lãnh đạm hẳn với chàng, giá ai đâu gặp cảnh ấy, họ sẽ thôi yêu, là xong. Chàng vẫn cứ dõi theo, không chịu thả. Chàng nghĩ rằng, hễ yêu thì sẽ được yêu lại, đâu biết rằng sự cố nhiên của lòng mình không cố nhiên chút nào cả đối với đời. Và mất bao nhiêu thì giờ, những mơ ước hảo, những nhớ thương hoài, những sự gây dựng không đâu của tình yêu bất mãn, rồi có ngày cũng phải hết. Người ta đi lấy chồng. Đến lần thứ ba, sau khi đau khổ ê chề, lòng trẻ trai lại thử sống lại với mùa xuân. Bởi vì khi đi vẽ hoài đồng, họa sĩ nghiệm rằng lá non mẫm miệng quá, chàng lại thấy tình yêu mượn hình một người tuyệt sắc, một nữ thần có tóc ống dài và thân hình như tượng xưa. Người yêu mới cũng yêu chàng. Khi nàng ấy vừa mỉm nụ cười đầu tiên, chàng nói đời chàng đã tới đích. Và khi nàng mở lời dịu ngọt, chàng biết tình yêu của mình đã trọn vẹn về người này. Họa sĩ mê đắm quá, nàng mới ngỏ ý cùng yêu mà chàng liền tưởng đó là lời hẹn đời kiếp với nhau. Thực chàng chỉ đợi một chút yêu trả lại để tung cả linh hồn bị nén mấy lâu, huống chi vị nữ thần của chàng cũng yêu chàng lắm. Hai lần thất bại, chàng họa sĩ đa tình, một người thi sĩ không làm thơ, đâm đầu vào tình yêu, không thể đo đắn gì, cũng như kẻ bị nhử nhiều lần bèn quyết xông vào cướp lấy bánh. Kẻ khác đời, không khi nào giao thiệp với người thường mà khỏi chết mất, nhất là trong chuyện tình. Họ cao quá chăng? Có lẽ... Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch. Câu ấy đúng như một ít với người gia nhân. Bao phen ráng hợp nhau, chàng họa sĩ phải ngậm ngùi rời nàng. Không muốn kéo dài sự sai lạc của bản đàn nữa. Hai người rất muốn chung hợp, song đã không ăn ý, thì thà rời nhau để còn có thể nhớ lại mà thương nhau. Nếu cố gắng, cố gần, e rồi sẽ đến ghét nhau mất. Và chàng đi, đến chốn nọ, đến chốn kia, dạo nỗi bất mãn của mình qua nghìn sông núi. Chàng tự hỏi đi tìm danh sơn thắng cảnh,
nhưng thực chỉ đem nỗi thất vọng cùng đi giữa thế giới của cảnh và của người. Chàng lấy hết rồi, lòng mệt mỏi và trống không như một tòa lầu bị cướp. Chàng đã chút bao nhiêu âu yếm còn lại nhưng vẫn nhiều lắm cho vị nữ thần của chàng. Và chàng phải thấy rằng có khi linh hồn không đi đôi với nhan sắc. Lòng chàng mệt mỏi, ba lần chở, ba lần mất, dốc cạn hết cả nhụy lòng. Những kỳ hương chỉ sắc của tình chàng đã trút vào đâu đâu, bay đi trong một luồng gió rủi, để chàng thất tình như một người triệu phú. Bỗng dưng chỉ còn hai bàn tay không. Và chàng đi, vì mỉa mai thai, chàng vẫn còn khá tiền để trả những chuyến tàu. Và mai thai, chàng đa tình kia lại là một họa sĩ. Những tranh chàng vẽ, dẫu rằng đẹp, song không có tinh thần sự sống, sắc màu, không hồi hộp niềm yêu. Khi người ta quá lên cao, người ta càng xuống thấp. Chàng đã tin lắm, nên bây giờ chàng mới thấy. Chàng thấy hết rồi, chỉ còn đôi bàn tay. Chúng tô hình sắc một cách thờ ơ. Có đổi khung cảnh mà sầu tình vẫn không thay. Ba lần thất vọng, chàng đã có tài phục sinh. Nhưng còn gì đâu, sau lần chàng đã quyết là cuối cùng. Và những người chàng gặp trên con đường phiêu lưu vạn dặm phong trần chỉ làm chàng ghê sợ. 2-3 năm rồi, họa sĩ thẫn thơ như vậy. Và ngày ấy, đến một chỗ trong xứ lạ, chàng nghe nói có rừng thông ở xa kia, bền vững đã lâu đời. Mùa hè rực rỡ, chàng bèn tìm đến vẽ tranh, nhưng vẫn thấy lòng chàng đã hết rồi. Hay là chàng tưởng thế? Bởi vì chiều nay, lòng chàng đã tái phục sau 3 năm, giả bộ chết rồi. Bởi vì trí ta ảnh hưởng đến lòng ta, làm sai sự thật rất sâu sắc, rất sâu kín. Chàng trai trẻ nghĩ rằng lòng phải hết, nên lòng chàng tuy vẫn thầm còn mà không lộ ra được, kho sống giấu chôn. Bởi vì chiều nay rừng thông vừa chín, và sự tình cờ xui chàng đến đó, và cũng là sự tình cờ xui ngọn gió đến đây. Họa sĩ đương thờ thẫn kính sự lặng im của rừng, thì bỗng đâu veo veo những tiếng trùng trùng điệp điệp. Gió đổ qua muôn ngọn thông, tai họa sĩ nghe muôn tiếng một lần, gồm thành một tiếng râm và nhiều, ào ào im ái. Và kỳ thai, phấn vàng ở đâu nhẹ tuôn bay xuống, quả là một trận mưa phấn vàng, vì tiếng thông reo đã giống sẵn tiếng mưa. Bây giờ họa sĩ mới hiểu, nhớ lại những bài cách trí nói về mùa hoa thông chính, gió tải nhị vàng đem đi, khiến dân núi gọi là mưa lưu quỳnh. Không gian đã thành một điệu vàng mênh mông, nắng vàng nhuộm vàng, những cây và phấn thông vàng, lẫn vàng trong nắng. Nhị vàng của thông, ồ, tình yêu của thông đó chăng? Gió hơi se, rừng thông run rẩy, tiếng ngân hữu ý, khí trời thành một sự đổi treo. Muôn cây chắc đương khoái lạc, vì đương sống việc ái tình. Đó là nhị thông thoát hoa được bay tìm hoa cái. Rừng thông sung sướng, ái tình tản mạn ôm ấp không gian. Ấy là rừng thông đang yêu, tình yêu dồi dào gấp mấy của loài người. Phấn thông vàng không đi có chỗ có nơi, mà khởi hành một cuộc viễn du vô hạn. Gió chở đi qua trời rộng, nhị của thông đầu rừng lại đến gặp thông cuối rừng, và tất cả nhị của thông rừng này đi đến một rừng thông nào khác. Họa sĩ bất giác nghĩ đến những quả bắp nếp khi nhỏ chàng ăn, miệng vừa nhai, trí vừa không hiểu sao ở những hàng hạt trắng tinh lại có lỗ đổ những hạt đỏ khác màu. Có gì lạ, nhị hoa bắp tẻ đã bay đến trong vườn bắp nếp. Tuy vườn nhà bên cạnh không có một cây bắp tẻ, và có lẽ suốt cả làng cũng không có một vườn bắp tẻ nào, nhưng ở xa, rất xa xôi, thế nào có những hoa bắp tẻ, đã có nhị phiêu lưu chảy dặm ngàn để đến thành những hạt ngọc vàng nạm giữa những hàng ngọc trắng. Tình yêu của loài cây xa xôi, viển vọng như thế,
không tính toán gần gũi như của loài người. Hoa thông để nhị vàng chảy ra từ trong lòng và chỉ biết chừng ấy. Có một việc là yêu, là gửi đi, là cho. Phấn thông sẽ đến, sẽ không đến, để làm chi? Nhị vàng mênh mông tràn đầy dư dật cùng nhau viễn hành, rất vàng khắp nơi. Phấn thông vàng đi đến sự vu vơ, có lẽ ở đằng chân trời một rừng thông chưa chín hoa đang đứng chờ nhị của rừng thông này đến. Cũng có lẽ bên kia trời chỉ có sự vô định của một làn mây. Gió đem đến giữa lòng ấm áp của hoa cái thì nhị sẽ thành những quả vĩnh viễn đời đời, mà gió đem vào sự trống rỗng hay vào chốn bùn lầy, cái ấy còn tùy vào lòng gió. Vả lại, tình yêu có bao giờ mất? Thông vàng không gặp hoa cái chăng? Thì phấn cũng đã làm lộng lẫy không gian trong một buổi chiều nọ. Sự phung phí đã thành mỹ thuật, trời đã xinh đẹp, phấn thông vàng không hề uổng công. Và chàng họa sĩ đã ngẩng đầu hứng lấy bao nhiêu nhị vàng từ trên trời tỏ xuống trên mái tóc đen, và chàng đã mở lòng nhận lấy bài học ngủ trong bài thơ của phấn thông vàng. Sao chàng không phung phí như thông? Sao chàng nghĩ chi đến sự thiên hạ nhận? Chàng yêu không đủ sao? Thấp thỏi gì hơn sự chọn lựa, tính toán, yêu để làm được. Những tâm hồn nghệ sĩ như chàng chỉ thấy có tình yêu và không nể đến người yêu. Chàng không xấu, không già, tuổi trẻ và sắc đẹp của chàng xứng đáng với tình yêu lắm. Và lòng chàng, một suối ngọt, một vườn thơm. Miễn lòng chàng yêu, miễn tình chàng đẹp, gặp lòng một tri kỷ, tình chàng sẽ ấm áp. Gặp sự vô tri của một người lãnh đạm, tình chàng sẽ lạnh lùng. Nhưng có bao giờ hết đẹp đâu. Sao chàng lấy cớ thất bại để giảm mất thú yêu, để làm sai lạc tình cảm? Đến hay không, đó là việc của gió. Đời này là một cuộc đánh số, thì ái tình cũng là một sự rủi may. Mà rừng thông kia có bao giờ không có trái? Hoa đã gặp hoa, tình đã gặp tình, nhờ phấn thông rất nhiều, nhiều quá sự cần thiết. Nếu phấn ít thì sự mất mát sẽ thua thiệt, nhưng phấn hằng hà sa số thì vẫn có một phần khá lớn đến nơi. Chàng thất bại 3 lần, lần thứ 4 lại chẳng là một lần thắng cuộc. Sao chàng không thử 10 lần, 100 lần nữa? Người phen yêu ít nữa cũng 2-3 phen gặp. 100 phen yêu đã cho ta 20 phen gặp rồi, và vẫn cứ còn đủ 100 tình yêu. Chỉ sợ ta nghèo, không đủ tình để phung phí. Ta không thèm nghĩ sự thiên hạ cho lại, nhưng ta cứ cho, tự khắc thiên hạ cũng đem đến cho ta. Mà nếu thiên hạ không cho, thì đã sao chứ? Phấn thông vàng đã làm đẹp không gian, tình của ta sẽ thiêu mộng cho tấm vải xoàn xỉnh của cuộc đời. Bầu trời sẽ vang động những tiếng đàn hát, những phấn vàng của lòng yêu, và cuộc đời nhờ bọn đa tình sẽ kém bề hững hờ nhạt tẻ. Trời ơi, chàng họa sĩ sung sướng quá khi nghĩ xong những điều đó, vội vàng chạy về quán trọ, để rồi khi tìm lại cuộc đời, lăn vào sự sống mà yêu. Yêu mà cho tất cả lòng tươi thắm của chàng. 3 năm ròng, chàng tưởng đã cạn rồi, nhưng kỳ thực vẫn là một nguồn vô tận. Và khi những bước hồi hộp của chàng trai lại đến cuối rừng, chàng suýt mê ngã trên cỏ xanh vì thấy trên trời bao la phấn thông vàng đương vai lan trong 8 hướng của cõi đời. Rút từ tập Phấn thông vàng trong toàn tập Xuân Diệu, tập 2, nhà xuất bản Văn học, năm 2001. Nếu như mà các bạn thấy hay thì hãy like cho mình một comment và cho mình một chia sẻ nhé, để mình có động lực làm thêm audio mới nhé. Tạm biệt các bạn. Bye bye.